Hello anh em, nay Phương sẽ giới thiệu tiếp về cái chủ đề là cái hệ thống điện của một cái tầng. Giống như hôm bữa Phương đã có giới thiệu về cái tủ điện rồi đó, thì hôm nay Phương sẽ quay lại với cái còn lại. Do bữa trước nếu mà mình giới thiệu dài quá thì anh em coi nó cũng chán và đôi khi nó cũng không có hiệu quả rồi cái mục đích mình cần. Thì Phương nghĩ là cái tủ điện là nó cần nhất, thì còn cái đây là những cái đề vấn đề râu ria, nhưng mà mình cũng muốn giới thiệu để cho anh em hiểu đó là râu ria nhưng mà nó cũng kết nối vào cái hệ thống hết trong tòa nhà. Đó là tất cả là hệ thống, không không có cái nào nó riêng biệt, mình gọi là hệ thống không à ha. Hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống mạng, hệ thống camera, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thì để hôm nay sẽ nói về cái còn lại của một cái tầng ha, mình sẽ nói hết luôn vào cái video này, anh em theo dõi nha. Rồi giờ chuẩn bị mình quay đây. Thì hôm trước là mình đã có giới thiệu đó là cái tủ điện ha, tủ điện tầng này, tủ điện tầng. Thì giờ đây đây là cái gì ha, đây và đây là cái gì, đây người ta gọi là cái thang cáp nè, đây nè, đây là thang cáp. Nó đây là cái trục cáp chính của tòa nhà, từ cái phòng tủ điện gọi là cái trái tim của tủ điện, trái tim của tòa nhà đó, thì chia lên tất các tầng. Tới tầng nào thì nó sẽ rẽ ra tầng đó. Cáp đây nè, thì đây các bạn thấy không, đây nè, hiện tại là cái tầng này tới đây nó rẽ nè đó, thấy không, để mình bật lát lên đây nè, nó tới đây nó rẽ vô nè, nó rẽ vô tủ điện. À, đây là thang cấp chính, nó gần sát tủ điện để cho đỡ tổn hao cáp nên người ta làm vậy nè đó, mình thấy không đó, cái cọng cáp chà bá chính giữa đó, đó là nó đi lên đó, nó lên trên đây nè, đây nào, nó vô con CB chính nè, vô CB chính của tòa nhà nè đó, rồi từ CB nó đồng hồ, rồi từ đồng hồ đi 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 xuống dưới này. Thì đây là cái trục, mình xin giới thiệu nói nhanh gọn thôi, đây là cái máng cái thang cáp rồi. Thì gồm còn cái gì nữa tiếp theo, đây là cái máng cáp nè, cái kia nó có bật, cái mà nó có bật như vậy nè, các bạn thấy không, nó có bật bật nè thì mình gọi là thang, còn cái mà nó liền lại cho nè đó, gọi là máng máng cáp. Đây thì cái máng này máng gì đây mà sao nhiều dây vậy, đây là cái máng thông tin, đây cái máng các sợi cáp quang, cáp mạng, cáp gì đó, cáp mạng của các nhà mạng, nó đi vô cho từng tầng, mỗi tầng nó gọi là mỗi công ty ha, gọi là ít nhất họ hay trang bị ít nhất, mình xin nói lại nha, lý do nó nhiều vậy nè là do mỗi công ty họ hay trang bị ít nhất là hai nhà mạng để làm chi, để backup á, nhà mạng này nó bị thì họ chuyển qua nhà mạng khác à, mình thấy không đó. Cũng là nguyên tắc ở dưới tuốt, ở dưới đi lên thông tầng, cái này là trục thông tầng nè, anh em thấy à, có thể là nó xuống dưới luôn nè đó. Đó, trục thông tầng đó, và đây cũng vậy, đây là những cái máng dành cho các dây tín hiệu của bên phòng cháy chữa cháy thì có thể đóng nắp riêng lại, không đi chung ai với được hết để cho mình kiểm soát đó. Thì mỗi cái nó có mỗi cái máng riêng, anh em thấy không. Rồi thì đây là tổng thể trong cái phòng kỹ thuật. Rồi giờ mình quay qua cái này, anh em có thể hơi thắc mắc tại sao nó nằm trơ trơ trụi trụi ở ngoài vậy nè đó, nãy giờ mình quay nhưng mình không có nói, giờ mình mới nói ha, đây nó nằm trơ trơ trụi trụi ở ngoài giống ai đó, nó không có tụ trong tụ điện, tại sao nó trơ trụi ở ngoài. Đây á là hệ thống tạm tạm nhưng mà nó cũng gọi là chính, tại vì cái sợi cáp mà sử dụng cho nó rất to, cáp cáp 50 này, các bạn thấy không, cấp 50 đuối lắm á,
mình tụi mình thả sợi cáp này hơi bị phê, khá phê á. Đó. Thì các bạn thấy không, cũng là nguyên tắc trục ở dưới lên, cũng đi đi vòng vòng dưới lên nè, tụi mình kẹp ở trong á, đi từ tút ở dưới đi lên, lên xong đi ra đây, mà ra đây lên nè, lên tới đây đúng không, hay là trên xuống gì cũng được. Cái này á là tụi mình đi là đi trên xuống ra gì cũng giống nhau thôi. Này cái này gọi là cái cầu đấu, nó giống như cái nối vậy thôi, không có gì hết. Thì từ cái cầu đấu cho qua một con CP, CP bao pha ha, CP khối. Hiện tại anh em đang để chế độ chip cho nó an toàn ha. Rồi thì từ cái này bắt đầu là ra một cái nguồn này, dưới này tải nè, đúng không, ra cái nguồn thì anh em tụi mình đang gọi là quấn quấn vòng vòng nằm ở đây nè. Để chi cái này nè, là nếu như mà tòa nhà có sự cố gì về điện á, hoặc là trục trặc gì, thì bên mình sẽ tiến hành mướn con máy phát đi về. Nếu như mà máy phát bên mình không chạy luôn, hệ thống điện ở tòa nhà mình không thể nào làm gì được, bị đơ, thì bắt buộc bên mình cũng phải có những phương án dự phòng. Và nó là nè, phương án dự phòng bên mình đó, cắm trực tiếp hết vô nó ở đây nè. Sau khi mình đây nó cũng có bốn sợi nè, thì mình cho nó vô tủ điện, mình đấu trên đầu á, trên đầu con CP tổng hồi nãy á, mình tháo con kia ra, mình tháo cái thằng của dây tổng tầng này ra để cho nó an toàn, rồi mình cắm thằng này vô, rồi chạy máy phát điện, thế là có điện tầng này. Đây là chủ yếu là dự phòng, hệ thống dự phòng của mình đó, bên mình vẫn có hệ thống dự phòng nha, backup khi nào mà lỡ như hệ thống điện tòa nhà có sự cố. Rồi giờ mình sẽ quay ra bên ngoài, mình đi ra nha, mình giới thiệu thêm một số hệ thống nữa, hệ thống của một tầng ha, gọi là khu công cộng. Tầng này gọi có cái gì nữa, đây là cái bình trì, bình trì cho người ta rửa chén đó, và kia là cái phòng rác luôn luôn đóng hồi. Đây đây là cái cửa để vô tầng, và đó là cái đèn emergency lúc ta tắt điện, lỡ như tắt điện thì nó sẽ sáng để cho mọi người đi. Và đây là cái đèn exit, mọi người ai tức có lẽ là ai cũng đã biết rồi, cái chỗ nào có cửa là sẽ có nó ha. Nè đây có cửa nè, có cửa là có nó, bạn thấy không, emergency. Rồi và kia là toilet nữ, và đây là toilet nam đó ha, toilet nữ nam thì mình không chung vô làm cái gì. Rồi thì mình xin giới thiệu thêm một cái hệ thống của cái tầng nữa, nó gồm có nữa các bạn thấy không, đây nè, mình đây nè, này mình làm gì, này mình xả nước đúng không, thì bắt buộc nó phải có hệ thống nước đúng chưa. Hệ thống nước thì đây này ha, mình xin giới thiệu cho bạn xem. À, cứng quá. Nước của nó nè, các bạn thấy nha, các bạn để ý nha, hệ thống nước thì nó gồm có cái những cái trục nước chính đồ á, nhưng mà mình chủ yếu mình quay vậy thôi nha, chứ các bạn hình dung là nó một tầng nó sẽ gồm có bao nhiêu hệ thống thì hồi nãy giờ mình giới thiệu hết, các bạn chú ý dùm nha. Đó đây là hai cái van khóa nước, khóa nè, khóa van khóa, nếu các bạn muốn làm gì nước ở cái tầng này á thì các bạn khóa lại để cho mình sửa chữa. Ví dụ như thay cái vòi nước rồi nè nè, thì mình vô đây mình khóa nè. Còn có những chỗ ví dụ như là ngon lành hơn á, thì người ta gắn cái van tại ngay đó luôn, cái van khóa này đó luôn, thay dây cấp nước không cần phải đưa khóa này. Nhưng mà bên mình hiện tại chưa chưa gắn cái van đó, nên là mỗi lần thay thì phải vô đây khóa nước này lại. Ha. Đây, cái đường ống nước chính rồi đó nè. Và trong đây là gồm có những ống nước, ống xả phân đồ này nọ, phân đồ đó, đúng không? Nó phân tiểu rồi đó, thì nó đi lòn đồ ra, nó đi từ tầng trên, cái tầng này là nó lấy từ tầng trên, nó cứ tịnh tiến xuống vậy đó, nó ra cái ống đây và nó thải xuống dưới hố nè, nó xoáy này. Đây cũng là một cái trục thông. Đây là cái đồng hồ.
Chỉ kiểm soát thôi, không có gì hết. Này. Rồi và tiếp theo nữa là còn cái nữa đi. Cái này mình thấy cũng quan trọng. À, một tầng thì phải có hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đây. Đây là cái này là tủ người ta gọi là tủ chữa cháy vách tường. À, thì hiện tại là trên tủ vẫn phải có giấy ký tên đồ này nọ kiểm tra hàng tháng. Này, trong tủ nó có nè. Đó. Nằm thấy không? Cuộn dây hồi xịt. Đó. Và dưới này là bình chữa cháy ở dưới. Đó ha. Thì hệ thống tầng thì nó có đầu bên mình nó có đầu filler nữa. Mình sẽ quay ra đây. Này, đây là cái đầu filler. Thấy không? Đó. Mình biết đầu bật lát lên còn được không? Do máy mình hết pin nên bật lát không được. Thấy ha. Này, mình mở đèn lên cho anh em thấy. Đó, đây được gọi là cái đầu filler, đầu đây là đầu chữa cháy tự động. Đó. Nên em thấy nha, đây là đầu chữa cháy tự động. Và kia là cái loa. Đó là cái loa phát thanh đó. Còn kia là cái camera, hệ thống camera tòa nhà. Ha. Ở đây là cái chuông reo khi mà có phòng cháy chữa cháy có tín hiệu báo cháy á, thì cái chuông này nó reo nó la sùm lên. Và đây đây là cái hộp đập, nếu như mà có sự cố gì thì mình đã chọt vô đây nè thì phòng cháy chữa cháy nó với cái hệ thống phòng cháy chữa cháy nó cũng sẽ kích hoạt và nó reo chuông nếu như ai đứng gần đây ha, chọt vô. Đây, đây là cái khuếch đại sóng của tòa nhà. Ha. Thì chắc cơ bản là đã đủ của một cái hệ thống của một cái tầng. Còn đây là cái thang máy thì nhìn vô là đã biết rồi ha, mình không cần nhắc tới. Đó. Ủa cắm rồi các bảng hiệu này nọ. Đó. Thì hôm sau mình sẽ chắc giới thiệu cho các bạn là rõ về cái hệ thống phòng cháy chữa cháy nó của tòa nhà nó phải cần có những bảng hiệu gì để nhận biết như thế nào đó, rồi thì chắc hôm sau đi. Video này mình kết thúc tại đây. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của Phương và ủng hộ Phương bấy lâu nay. Hy vọng mọi người thích thì cho Phương một lượt đăng ký. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Phương máy bay.